nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng, phục vụ cho người dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Sáng nay, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã ra quân dọn vệ sinh môi trường dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Buổi ra quân có sự tham gia của khoảng 250 người, ngoài lực lượng của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, còn có lực lượng của Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hà, các hội đoàn thể, tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố và còn huy động các đơn vị kinh doanh tại bãi biển, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng để phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, dọn vệ sinh dọc tuyến Nguyễn Tất Thành, đoạn khu vực ngã ba Tôn Thất Đạm đến bãi tắm Thanh Khê. Cảm thấy rất là tốt, tại vì là nó giữ vệ sinh môi trường và nó sạch sẽ để cho khách tham quan đến du lịch và được tốt hơn. Và vấn đề này là thường xuyên, bên chi hội phụ nữ cũng tổ chức thường xuyên là ra quân dọn vệ sinh. Rác chủ yếu thì bao gồm các loại phế thải nhựa của các người dân. Đối với môi trường thì không phải là của một đơn vị, một cá nhân hoặc một tập thể nào. Người dân, những tham quan, khách du lịch hoặc là người dân bản địa thì nên nâng cao ý thức, mỗi người chung tay vào để góp phần cho cái bãi biển xanh của Đà Nẵng mình xanh sạch đẹp hơn. Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức đến người dân địa phương và du khách về tầm quan trọng của biển, tích cực tham gia đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, nói không với sử dụng túi ni lông, rác thải nhựa khi đến vui chơi tham quan nghỉ dưỡng tại các bãi biển của thành phố. Được biết, trong những ngày qua, lực lượng của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng đã tích cực dọn dẹp vệ sinh tất cả các bãi biển du lịch nhằm đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp trong dịp lễ 2 tháng 9, qua đó giữ gìn hình ảnh điểm đến Đà Nẵng trong mắt du khách gần xa.